Xin chào mọi người đã quay trở lại với Tinh Tế, và đây sẽ là video Tinh Tế Look Back nói về máy giặt và máy sấy. Trong năm 2020 qua thì có rất là nhiều sản phẩm thương hiệu mang đến cho chúng ta rất là nhiều loại công nghệ hỗ trợ giặt cũng như là sấy tốt hơn. Hãy cùng mình điểm lại, và mình mong là video này sau khi mọi người xem xong có thể đưa ra được một vài quyết định để sắm sửa cho nhà mình những chiếc máy giặt máy sấy mới để đón Tết nha. Năm qua thì trên thị trường cũng có rất nhiều sản phẩm sở hữu những công nghệ giặt sấy mới mẻ, và có những công nghệ thì nhìn thoáng qua nó đều na ná giống nhau, nhưng mà với mỗi hãng thì họ sẽ có một cái tên gọi khác, nhưng mà công dụng thì mình thấy nó cũng có cùng cái chức năng như vậy. Đầu tiên thì mình sẽ liệt kê cho mọi người tổng hợp những cái loại công nghệ trên những cái sản phẩm giặt sấy nổi bật trong năm qua. Đầu tiên, một trong những công nghệ mà mình cảm thấy ấn tượng nhất đó chính là cái việc mà máy giặt có thể xử lý được những cái chất tẩy rửa, bột giặt và nước giặt trước khi cho nó tiếp xúc với quần áo. Nói nôm na thì là những cái chiếc máy giặt của chúng ta nó sẽ có một cái bộ phận để xử lý cái phần nước giặt này, và phần nước giặt này trước khi được tiếp xúc với quần áo thì nó sẽ được dàn trải đều hơn, đánh tan hơn để không để lại những cái hiện tượng như là bị vón cục này, cặn, hay thậm chí là làm ảnh hưởng tới màu sắc của quần áo. Đầu tiên, một cái công nghệ mình cảm thấy hay ho ở trên máy giặt là Electrolux Ultimate Care 900. Thì cái sản phẩm này nó sẽ có công nghệ là Ultramix hòa tan chất giặt tẩy. Khi mà chúng ta bỏ cái chất tẩy rửa như là nước giặt, xà phòng, bột giặt hoặc là chất tẩy vào máy giặt thì Ultramix nó sẽ hòa tan để khi mà nó tiếp xúc với quần áo thì vẫn giữ được cái màu sắc của quần áo. Thứ hai nữa là với cái máy giặt dòng Samsung AquaWash thì họ có một cái công nghệ gọi là Eco Bubble. Eco Bubble nôm na là có một cái bộ phận nằm ở phía dưới cái lồng giặt, nó sẽ xử lý và tạo ra những cái bọt siêu mịn, và những cái bọt siêu mịn này là sự kết hợp giữa bột giặt này, nước và không khí để những cái kích cỡ hạt xà phòng li ti sẽ thẩm thấu sâu vào quần áo, từ đó sẽ lấy ra được những cái chất bẩn ở trong quần áo của chúng ta. Tiếp theo, một ưu điểm nữa của Eco Bubble đến từ nhà Samsung đó chính là khi mà sử dụng Eco Bubble với những hạt xà phòng siêu mịn nhỏ li ti như thế này thì nó sẽ hạn chế và không sử dụng đến nước nóng luôn. Điều này thì sẽ giúp vừa sạch quần áo này, nhưng mà vẫn đảm bảo được cái việc là sạch, kháng khuẩn, và cái mà mình quan tâm nhất đó chính là không làm co rút quần áo, bởi vì nếu như mà giặt nước nóng hay là có một cái chế độ sấy nào đó thì quần áo của chúng ta với những cái loại chất liệu vải rất là dễ bị co rút lại. Cuối cùng, cũng liên quan đến việc xử lý nước giặt trước khi cho nó tiếp xúc với vải của quần áo, đó chính là ActiFoam, và công nghệ này là đến từ máy giặt lồng đứng TD Invector của Panasonic. Cái này là một cái công nghệ mình cảm thấy rất hứng thú, bởi vì trong cái khoang chứa nước giặt cũng như là xà bông, nó sẽ bố trí cả một cái bộ phận cánh quạt để có thể đánh tan, hòa tan những cái loại hợp chất, chất tẩy rửa, xà phòng trước khi cho nó tiếp xúc với quần áo. Như mình nói đầu tiên á, thì cái giải pháp này mình thấy nó hiệu quả nhất ở trong việc là đối với bột giặt á, thì sẽ không vón cục này, và với nước giặt, nước xả thì nó sẽ hòa tan và tràn đều vào quần áo của chúng ta, và đặc biệt là khi giặt xong thì sẽ không để lại những cái cặn ở trong quần áo. Tiếp sau cái công nghệ là xử lý nước giặt thì cũng là một loại công nghệ không quá xa lạ với người dùng mà hay giặt giũ của chúng ta, đó chính là AquaWash. Và công nghệ này thì Samsung là một trong những hãng đầu tiên tiên phong về công nghệ AquaWash, và tới tận năm 2020 thì mình cảm thấy nó vẫn rất hữu dụng, không quá mới mẻ, nhưng mà mình cảm thấy đây là một cái công nghệ mà mình tâm đắc nhất trong những cái dòng máy giặt. AquaWash thì đơn giản nó chỉ là một cái cửa sổ phụ trong những cái cửa lồng giặt, để mà khi chúng ta đang lỡ bấm giặt rồi và hiện tại thì cái máy giặt của chúng ta đang hoạt động, chúng ta vẫn có thể bấm pause dừng lại và mở cái cửa sổ nhỏ đó ra để bỏ thêm đồ vào giặt nếu như mà chúng ta có quên bỏ trong cùng cái lúc nãy, hoặc là trong cái trường hợp mà anh em phát hiện ra là khi mà mình đang giặt đồ có cái tiếng lọc cọc của chìa khóa này, thẻ này hay là điện thoại thì chúng ta hoàn toàn có thể bấm pause lại, và từ cái cửa sổ nhỏ đó chúng ta có thể thò tay vào và lấy ra được. Không như trước đây thì nếu như không có cái cửa sổ này chúng ta hoàn toàn chịu trận, một là bạn rút điện và mở ra, và đối với những cái máy giặt lồng ngang thì sẽ rất nguy hiểm, bởi vì nếu như mà nước đang lấp đầy khoang giặt á, thì khi mà mở cửa ra thì nước sẽ tràn ra. Và với cái việc mà trang bị cửa sổ nhỏ AquaWash này thì đã giúp rất là nhiều, và mình thấy đây là một trong những công nghệ có cái tính năng ưu điểm rất tốt, và hiện tại nó vẫn có thể thể hiện được cái sự hữu ích này của nó. Và với cái công nghệ cửa sổ phụ này thì hầu hết những dòng máy giặt AquaWash của Samsung nào cũng có, kể cả những cái máy lớn 19, 11 kg hay là những cái máy 7, 8 kg nhỏ hơn, hoặc thậm chí là những cái loại máy giặt kim luôn máy sấy của Samsung thì đều có công nghệ AquaWash cửa sổ nhỏ này.
Tiếp theo thì nhắc đến Samsung AirWatch, mình cũng không quên chia sẻ cho các bạn về một loại công nghệ mà mình cảm thấy rất hữu ích. Sau cái trải nghiệm của mình mỗi ngày giặt đồ thì chúng ta phải canh chừng cái lượng nước giặt cũng như là nước thơm để bỏ vào máy giặt, và nó sẽ có những cái ngăn, và cái việc của chúng ta là phải làm sao đong đếm vừa đủ là một, thứ hai là không nên nhầm lẫn giữa cái nước thơm và cái ngăn chứa nước giặt. Cái chiếc máy giặt mình đang muốn nói tới là cái chiếc máy giặt Samsung AirWatch kiêm luôn cả chức năng sấy. Đây là một cái chiếc máy giặt có giá thành hơi đắt một tí, nhưng cái công nghệ mà mình quan tâm ở đây đó chính là cái việc mà hộp chứa nước giặt của nó rất là vi diệu. Bởi vì đây là một cái hộp có một cái khoang chứa lớn, cho nên là khi mà chúng ta đổ nước giặt vào cũng như là nước thơm vào có thể là tùy ý luôn, không cần phải cân đo đong đếm gì cả, thì máy giặt sẽ tự tính toán và chiết ra cho mỗi lần giặt, mà chúng ta không cần phải cứ mỗi lần giặt là mỗi lần đổ, mà có thể là một lần đổ như thế này chúng ta có thể giặt được trong cả một tháng. Đây là một cái mà mình nghĩ nó rất là hay cho những người mà hay nhầm lẫn, hay quên và không có quá nhiều thời gian cho việc giặt giũ như chúng ta. Tiếp theo là một giải pháp giặt giũ nữa, đặc biệt là cho những người nào mà không thích cái sự nhăn nhúm của quần áo sau khi giặt xong, đó chính là cái Air Dresser. Cái Air Dresser này thì nó chỉ đang có trên cái máy giặt đứng của Samsung mà thôi. Và đây cũng là một cái loại công nghệ mà Samsung gọi là Jet Air. Khi mà chúng ta mắc quần áo lên cái móc rồi treo vào trong cái máy đó thì những cái luồng khí nó sẽ đi qua đi lại đối lưu với nhau để đẩy bụi bẩn ra ngoài cũng như là làm hong khô. Và nó sẽ có thêm một cái bổ sung là hơi nóng trong những cái luồng khí này sẽ giúp làm khô quần áo của chúng ta là một. Thứ hai là đẩy đi những bụi bẩn hoặc là diệt vi khuẩn trong lúc mà nó giặt luôn. Với cái máy này thì có thể gọi là máy giặt đứng. Một đặc điểm nữa của công nghệ này là nó không dùng không khí quá nóng mà chỉ là hơi nóng nhẹ để có thể luồn lách trong từng cái thớ vải để cho những cái bộ trang phục của chúng ta sau khi mà được xử lý xong sẽ thứ nhất là khô này, sạch, và thứ hai nữa là không bị co rút vì nhiệt. Và mình nghĩ đây là một cái loại máy giặt nó rất là phù hợp với những loại trang phục như là garment to nè, những cái bộ vest mà bạn không thể nào mà nhào lộn nó trong khoang giặt được, thì đây là một cái giải pháp giặt an toàn hơn để có thể đảm bảo được chất lượng cũng như là hình dáng của quần áo. Đó là một vài công nghệ máy giặt trong năm 2020 qua mà mình cảm thấy rất ấn tượng và rất hữu ích, đặc biệt là dành cho những hộ gia đình với những thành viên hết sức bận rộn. Tiếp theo cũng sẽ là một loại sản phẩm nữa mình nghĩ cũng không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại ngày nay, đặc biệt là với những hộ gia đình ở trong thành phố lớn, đó chính là máy sấy. Khi mà chúng ta không có quá nhiều thời gian ở nhà để mà canh đồ giặt xong và mang lên móc treo phơi từng cái, hoặc là với không khí quá ô nhiễm như thế này thì bạn cũng không muốn phơi quần áo của mình ở bên ngoài, thì máy sấy sẽ là một cái giải pháp rất hữu ích. Và trong năm qua thì máy sấy cũng ra mắt rất nhiều sản phẩm, cũng kèm theo rất là nhiều loại công nghệ. Đầu tiên có thể nói tới hai loại máy sấy chính là máy sấy ngưng tụ và máy sấy thông hơi. Hiện tại thì mình cảm thấy là các hộ gia đình, những người tiêu dùng vẫn thích sử dụng cái loại máy sấy ngưng tụ nhiều hơn. Bởi vì khi mà sử dụng máy sấy thông hơi thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều thứ xung quanh. Khi mà hơi thoát ra, nếu như mà chúng ta không có không gian thì rất là dễ gây ra ẩm mốc. Trong khi đó thì với máy sấy ngưng tụ sẽ có một cái hộc chứa những cái hơi nước đó, và việc của bạn chỉ là nhớ đổ cái hộc nước đó đi là xong. Và cái hộc nước này nó cũng khá lớn, cho nên là nó có thể lưu trữ cái lượng nước bay hơi trong mỗi lần sấy khoảng từ 2 đến 3 lần. Và với máy sấy thì nó sẽ giải quyết được rất nhiều bất cập, đặc biệt là sau khi mà chúng ta giặt đồ xong, chúng ta không có không gian để phơi đồ và không có thời gian để phơi đồ. Và hiện tại thì các nhà sản xuất máy sấy họ cũng làm những cái kích cỡ khoảng từ 7 đến 8 kg để mà chúng ta có thể tiết kiệm được diện tích, đặc biệt là cho những hộ gia đình ở chung cư. Những cái máy sấy này chúng ta có thể đặt lên trên cái phần máy giặt thì cũng không tốn quá nhiều diện tích, mà nó chỉ tốn cái chiều dọc mà thôi. Và máy sấy ngoài việc là làm khô quần áo không phải phơi từng cái ngoài trời, nó cũng giúp cho chúng ta được một cái nữa là bởi vì sấy bằng nhiệt độ cao cho nên là quần áo của chúng ta cũng sẽ đảm bảo được là sạch sẽ vi khuẩn. Cái thứ hai nữa là trong hầu hết tất cả những cái loại máy sấy nó đều có một cái hộc chứa bụi, thì khi mà bạn thấy những cái bụi ở trong cái máy sấy đó, bạn sẽ cảm thấy được là quần áo của chúng ta được lấy bụi ra nhiều hơn và hiệu quả hơn so với cái việc là chúng ta phơi quần áo ở ngoài trời. Và mức giá trung bình cho những loại máy sấy hiện tại trên dưới 10 triệu trong năm 2020 qua thì có vẻ chỉ có Beko là xiên ra những cái sản phẩm máy sấy nhất. Và ngoài ra thì họ cũng có trang bị thêm những cái công nghệ đặc biệt cho những cái loại máy sấy đời mới, chẳng hạn như là có thêm tia UV, tia cực tím để có thể diệt khuẩn sau khi sấy luôn.
Và đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ cho các bạn về máy giặt cũng như là máy sấy sau năm 2020 qua, với những công nghệ mới mẻ, những thương hiệu, những công nghệ đặt tên như mình đã liệt kê từ nãy đến giờ. Và mình mong là sau khi xem video này xong thì mọi người có thêm nhiều cái trải nghiệm cũng như là nhiều kiến thức về máy giặt cũng như máy sấy với những công nghệ mới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn mọi người trong những video lần sau. Bye bye.